Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer. Và đây là nơi anh em có thể có được những tựa game pixel cũng như những tựa game hay mà mình sẽ giới thiệu anh em. Và mỗi ngày mình sẽ giới thiệu anh em một tựa game mới ha. Thì sau Stardew Valley thì Terraria là một tựa game rất là hay và rất là hấp dẫn, rất hợp với những anh em nào thích phiêu lưu khám phá cũng như là hợp tác với nhau, hoặc là vừa sinh tồn vừa chặt chém đánh boss các kiểu ấy. Thì một tựa game rất là hay, và nếu anh em quan tâm thì anh em cũng có thể mua game Terraria, hiện tại đang giảm giá đó. Đó thì Terraria nó cũng đã ra mắt được hơn 10 năm rồi, và có mod và có rất nhiều phiên bản hay để chơi, cũng như là nhiều cái lối chơi hay để mọi người có thể khám phá. Và nó là một tựa game vô cùng thành công thuộc dạng thể loại indie pixel, nên là sau này nó cũng sẽ có nhiều cái tựa game khác ảnh hưởng và cũng như là phát triển theo cái hướng đó về hình ảnh cũng như về lối chơi ha. Thì hôm vừa rồi mình có review một tựa game, đó chính là game Terraria vũ trụ là Starbound ấy, thì nó cũng là một dạng hình ảnh giống vậy. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu anh em một tựa game giống với lại cái Terraria, và tựa game này có tên là Noita anh em nhé, cũng là một tựa game pixel phiêu lưu. Và game này nó có những yếu tố đặc biệt và đỉnh cao, có thể nói là một trong những tựa game sáng tạo cùng với lại một lối chơi rất là tuyệt vời, và anh em nên chơi thử. Thì hiện tại game này chỉ có trên PC thôi, và yêu cầu cấu hình cũng khá là nhẹ. Và chúng ta sẽ bước vào trong thế giới của những phù thủy ha. Chúng ta sẽ đóng vai một phù thủy và cùng khám phá cái thế giới này. Thì trong thế giới anh em có thể thấy, mới vô anh em thể tưởng tượng được những hình ảnh rất giống với Terraria. Chúng ta vẫn sẽ đi xuống dưới. Có một điểm hay của tựa game này đó chính là khi chúng ta chơi thì chúng ta sẽ kết hợp những cái thể loại đạn, những thể loại mà phép thuật, cũng như là chúng ta có thể biến hình thành những cái con boss mà chúng ta đã tiêu diệt và có thể tận dụng nó để vượt qua những cái màn kế tiếp. Và đặc biệt nhất đó chính là cái chức năng mà mình đã nói với anh em, đó là kết hợp giữa các loại đạn, những loại ma thuật ha, và chúng ta có thể dùng nó để đi đánh boss, đánh quái, sinh tồn. Game này thì nó là một game roguelike, nên nó là anh em bắt buộc phải có thêm những yếu tố ví dụ như rất là khó chết, và anh em sẽ phải hoạt động lại từ đầu giống như Dead Cell anh em đó. Và game này nó vừa hài hước vừa rất là vui, đặc biệt yếu tố vật lý của nó rất là chân thật, có nghĩa là rất là đúng anh em, nó rất là logic, có nghĩa là anh em sẽ lửa đốt được cái này hoặc là lửa đốt cái kia, và ví dụ như nước nó sẽ chảy từ trên xuống dưới, hoặc là sau đó rất là nhiều thứ. Và khi anh em kết hợp lại, anh em vẫn có thể tạo ra một vùng nổ chấn động và anh em chết ngắt luôn đó. Đặc biệt game này nó cũng sẽ có nhiều yếu tố vậy. Nhưng mà có một cái điều thú vị hơn là trong game anh em có thể chết vì rất nhiều thứ, ví dụ như độc tố, chết lạnh, chết nóng, chết vì boss, chết vì quái, hay là chết về những thứ anh em không thể tin được. Ví dụ như là anh em đang bay qua giữa chừng, hết hơi rớt xuống chết ha, hoặc là rớt vào dung nham, anh em lên trên cao rồi sét đánh chết đó, hoặc là lên trên gần mặt trời quá, ánh sáng nắng quá chết, anh em có thể đi lên trên rồi anh em chơi ngu gì đó chết. Nói chung rất nhiều yếu tố khác, và đây là một tựa game anh em nên chơi thử. Ok, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé.